ráng tu cho kịp hội Long Hoa. Đạo đức không chiên khổ lắm mà. Chai lạc để ngừa loài khí độc, mê mang bất tỉnh trận kỳ ba. Kinh khiếp, khủng khiếp chưa quý vị? Người hiền cứu sống theo phò chúa, kẻ giữ bảo tàng sát quả tha. Thân dậu đến đây rồi sẽ biết, đinh ninh dạng dữ mấy lời ta. Thầy nói cuộc thế giới chuyển lại như chóng, khuyên dân tình hãy lắng mà nghe, chứ đừng có thấy hãy y hồi trước giờ mình Việt Nam mình nó nhẹ rồi An Giang mình nó nhẹ hơn các tỉnh nào ở trên, không sao không sao. Nhưng mà ít nạn, nhưng mà sao chừng có nạn, nạn lớn nghe quý vị, nạn khủng khiếp lắm nghe quý vị, chứ không phải nạn vừa đâu. Ở đây không phải tôi tuyên truyền tiên tri, nhưng mà qua lời tổ thầy nói đó, sau này núi cấm là sao chót hết trơn á đó. Đó nó là ông Thánh nói là còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi. Một nơi là nơi nào? Bây giờ tôi xin nói thẳng ra để cho bà con mình, cái người nào hiểu biết thì hiểu biết rồi, cái người có số người chưa hiểu biết đặng mà biết, như vậy mới gọi là khủng khiếp đó. Còn một việc chiếu manh giành xé, chỉ chiếu là sáng, chiếu manh là mối, nó tủa sáng ra giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi, là một nơi nút cấm đó quý vị. Nơi đó là 18 nước sau này tranh giành nè, châu báu nè đó. Mà đức thầy cũng nói nè, trần lập hội nổ ba tiếng sấm, các đá bay núi nổ tan tành. Trần lập hội nổ ba tiếng sấm, các đá bay núi lở tan tành. Nơi thất sơn có một cái thành, trời sắp sẵn để giành lập hội. Đủ thành trì bốn bên ngoại nội, cùng pha ri rực rỡ sáng ngời. Có tứ linh chầu trực ngôi trời, cho Minh Chúa ra đời sửa trị. Đất Nam Việt có nơi có ngôi báo vị, có cái ngôi báo vị. Năm châu này chỉ một nơi đây. Một nơi đây là nơi nào? Nơi đây là tại núi cấm thôi. Mà cái núi đất nước Việt Nam mình mấy trăm cái núi, nhưng mà chỉ có cái núi tại miền Tây Nam Bộ là núi cấm mới có được cái lầu đài địa ngọc của trời sắp sẵn để cho Minh Dương sau này ông Vua Minh Dương sửa trị thôi, chứ không có nước nào có hết. Năm châu này chỉ một nơi đây, rồi cờ Quỳnh Long cao thấu chân mây. Cờ Quỳnh Long đó là dùng nguyên di của trời Phật, dùng nguyên di để dựng cái cờ lên, rồi cao thấu chân mây. Khắp bốn biển Đông Tây đều thấy, cả vạn quốc nước nào chúa nấy, đồng kéo vào nơi ấy chiến chinh. Bát Quái Thành, đài Bát Quái tiếng nổ vang thinh, trái bom nổ rung rinh mặt đất. Nga Anh Mỹ đồng minh lớn mật, Đức Ý cùng chú Nhật to gan. Cái chết xem thấy rất nhẹ, coi xem thấy rất nhẹ nhàng, trong giây phút thay nằm chật đất. Bà con nghe thấy ớn không? Chỉ một trái bom nổ rung lên mặt đất thôi mà trong giây phút thay nằm chặt đất. Đó chết tại núi cấm, và cái lúc đó đó 18 nước kéo vô nó chết chị lắm quý vị ơi. Mình nói phớt phớt ngang vậy thôi chứ mình cũng đâu có biết nhiều mà nói nhiều. Chỉ nói vậy thì bà con thấy, tôi thấy là rung lên mặt đất là thay nằm chặt đất là tôi ấn sống lắm rồi đó. Nói thật. Thành ra đó tới lúc đó đó đức thầy mới dạy thông ngũ hành, thấy chết quá chết rồi. Đức thầy thì thông ngũ hành. Thông ngũ hành lợi thì á là súng không xăng không còn khóa quả nè, máy bay bay không được nè, nhà tàu bè cũng lặn được nè, xe mới xe tăng bay chạy cũng được nè đó, rồi súng là không chai là không nổ nữa nè đó. Mà đây là tôi cũng dựa là ông Thánh ông nói, ông Thánh mới ông mới than, ông mới trời ơi sao ó biến bay cá kia biến lội mà tại ai xe ngừng. Trời ơi sao ó biến bay, xe kia biến lỗi mà tại ai xe ngừng. Súng sao chẳng nổ không chừng, chư ba ngập bát, thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ. Đó lúc đó là nó qua nó thấy cái đền vàng địa ngọc khen, bị gì trên cột cờ dựng lên có phố lưu chiếu sáng hết trơn. Thành ra nó qua nó thấy, nó thấy như vậy là đền vàng địa ngọc bằng nghe là bảy thứ báo lận ha. Là pha lê sa cừ, mã não xích châu san hô hổ phách, bảy thứ báo.
thành ra nó qua nó tính lấy rằng mà giết cái ngôi vị đó, nó lôi lên nó lấy Việt Nam mình, nó ngồi lên làm vua luôn, thành ra nó đem vũ khí tối thân không có gì ơi, chứ không phải thải một trái bom thì bằng 10 trái bom hồi trước, là một ngày mới tân tiến khoa học, một ngày tiến bộ, thải một trái bom bằng 10 trái bom hồi trước chứ không phải nói tầm thường đâu đó. Rồi cái độ của nó chính xác, nó đi cái là gấp mấy lần cái tiếng âm thanh. Nước biển sôi sục luôn. Ừ, thành ra là ngọn chỉ sỉ chiều mới nô nước sục sôi bầu trái đất một phen luân chuyển. Ừ, rồi thành ra Đức Thầy Ngao Thâu ngũ hành lại, thì thành ra nó nhờ vũ khí của tầng nó qua đây, mà bây giờ vũ khí nó là không là thâu Đức Thầy về thâu ngũ hành rồi, thì thành ra nó phải đầu hàng mình luôn. Đó, chừng đó làm Việt Nam mình làm đại ca, làm vua đại bang. Nước Việt Nam mình làm mà đại bang là coi 17 nước hàng năm qua cống lễ một lần. Mà ông Ba Thới ông nói nước Nam sau như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. À, bây giờ đó thấy nước mình nhỏ đang hiếp mình, nó lấn áp mình, thằng Mỹ cũng qua lấn áp mình, thằng Pháp cũng qua lấn áp mình, thằng Nhật cũng qua lấn áp mình, tới Morocco đủ thứ nước vô lấp mình. Nhưng mà nửa sau mấy nước này là em mình không à, nó qua nó hàng năm cống lễ qua chầu Thánh Dương đó, thôi chỉ nói bốc phớt với bà con vậy thôi. À, còn á cái núi cấm á, để tôi xin chia sẻ bà con nói là 2000 năm mở hội Hoa Thi đất Nam Việt tại thì núi cấm đất Nam Việt, chừng lập hội nổ ba tiếng sấm, cát đá bay núi lỗ tan tành, núi lở tan tành, nơi thất sơn có một cái thành, trời sắp sẵn để giành lập hội. Là cái sắp sẵn này trời Phật sắp lâu rồi, mấy ngàn năm trước rồi, bây giờ mới chỗ mặt ra nè, thầy tổ mới thương mình mới xuống đây lâm phàm để nói cho mình biết, mình thấy để mình biết có ngôi báo gì, có Minh Dương ra đời sau này thế giới mới bình an. Như vậy mình ráng tu để mình về đời thượng ôn, sống 10.800 năm quý vị ơi. Đó cảnh mà báo quý đài lầu điện ngọc không đó quý vị ơi, chứ không phải là ở bằng nhà cây nhà tường như mình đây đâu. À, người tu mấy ngày nữa nó mới được qua ở bển. Ông nói đường đến thất sơn cũng khó, nhưng mà qua dàm nao chỗ đó cũng chẳng vừa đó. Đường đến thất sơn tại sao khó đây? Nếu đến thất sơn á thì trước phải qua cái ông Năm Chèo, phải không? À, ông Năm Chèo á thì cái đoạn này đó thì Đức Phật Thầy Thế An, xin nhắc qua cái Đức Phật Thầy Thế An, ngài cũng nói, mình cũng chia sẻ qua Đức Phật Thầy Thế An phớt một khúc. À, chắc hồi đó tôi xin hỏi quý vị, hồi đó giờ chắc quý vị chưa thấy con cá ăn thịt người ta đâu, phải không? Nhưng bây giờ Phật Thầy ra kể mình nói theo lời Đức Phật Thầy Thế An đó, con cá mà nó khủng khiếp đó, bằng cái ghe chài đó rồi nó thú nuốt mình bao nhiêu người nuốt được nó đó. Đó mà Đức Thầy mới đang mày mới mô tả ngày mới nói bên sông trước có nhiều loại cá, cá nhiều con lớn quá gì à kỳ, lớn quá gì kỳ là lớn không khủng khiếp mình này. Hồi giờ nào chưa thấy con cá mà lớn vậy, lớn bằng chiếc ghe chài đó quý vị. Rồi là nó nuốt mình một cái nuốt của nó hớp một cái là 5-7 người như không. Rồi đường dàm nao sao lại khó đi. Kính thưa quý vị, để chia sẻ với quý vị một chút, đường là dàm nao sao lại khó đi là vì lúc đó là lúc một tiếng sấm nổ lên là ông Năm Chèo ông nói vậy rồi. Thành ra cái người mà đi hung bạo qua đó thì không có qua được, bị vô bụng Năm Chèo hết trơn à. Đó, thành ra vô bụng ông nó nuốt chân à. Còn những người mà hiền lưng á, hiền lương á thì mới qua được cái ải ông Năm Chèo. Còn người hung dữ á là vô bụng Năm Chèo hết. Mà Đức Thầy, để xin nhắc cái mẫu chuyện này một chút, Đức Thầy lúc đó đó ngài còn ở tổ đình, ngài mới đi thuyết pháp ở bên Mỹ Hội, ở dưới nhà ông Cá Mừ. Thì khi thuyết pháp xong, Đức Thầy đi về với khoảng 10 người, mười mấy người tín đồ. Thì trong số này có một số tín đồ đi trước 5-7 người, còn một số đi sau với Thầy. Thì đi tới cái bến đò Dầm Nao, hồi đó kêu bằng bến đò Sáu Búng đó, thì bây giờ kêu bến đò Dầm Nao đó, ở chỗ chợ Mỹ Hội đó. Thì có một số 5-7 anh em đi trước rồi mới dòm qua cái voi nàng ác, mà nói chuyện gì đó thì cũng không có nghe. Nhưng mà Đức Thầy mới chợt đi tới,
Đức thầy mới đi chợ tới, Đức thầy mới dòm nói chuyện với mấy năm bảy ông này nè, nói nãy giờ mấy ông nói gì đó, cái tôi cho mấy ông biết nha, ông dòm nao ông năm chèo đó nửa xích lường tại đây nè, Đức thầy chỉ xuống tại cái bên đòi, cái đến đòi mới hội, mà Đức thầy nói là ông năm chèo nửa xích lường ở chỗ này nè. Thì cô bác, bà con đồng đạo mình ơi, cái dàm nao bề ngang đó bao nhiêu cả cái số, gần cả cái số mà nó chạy xuống, từ đó chạy xuống thăm buôn, chạy xuống và chỗ còn quà đó và cả đâu 10 cái số gì đó. Mình độ vậy thôi, chứ chưa chính xác nha. Mình độ khoảng vậy đó, 10 cây, mười mấy cây gì đó. Mà cái dàm nao qua 5-700 thước vậy đó. Mà nói ông năm chèo nữa xích lường chỗ này thì biết ông năm chèo ba lớn rồi. Đó, nó kinh khủng lắm cô bác ơi. Tới chừng đó mà mình nghĩa là qua tới dầm nao là chỗ đó không vừa là ổng nổi lên cái là mình thấy ổng cái mình cũng chết giấc nó cho khỏi có trời ổng ăn thịt đó. Thành ra người không có thu nó sợ dữ lắm, gặp cái gì mà cọp beo hùm gấu ha, cái gì mà tai nạn tới rồi cái gì là khổ sở là sợ dữ lắm. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ tai nạn của chúng sanh, tai nạn của người hung mà không tu thì mới vô bụng ổng. Còn Đức thầy á nói với Đức ông á, ông năm chèo nữa ông nằm á, cái mép họng nó là dưới mé sông Dầm Nao, mà cái mỏ ông á, cái mỏm mỏ của ông á nằm giữa chợ, giữa chợ là chợ Đình đó, thì thấy ông năm chèo ba lớn rồi. Nhưng tỏ hai cái này thì quý vị biết ông năm chèo kinh khủng cỡ nào ba lớn. Rồi có đồng đạo đặt nói Dầm Nao gác mỏ lên bờ hả, họng cho lớn nằm chờ người ta, ai mà lòng quỷ dạ ma đi vào trong bụng ông nuốt mà cành hông, gió đưa dở ổ bầy ông, bình hòa đuôi ổng tấp gần trong mé bờ. Đó là từ trên dầm sao mà dần xuống tới cái còn bình bà hòa dưới đó, bình hòa dưới đó quý vị. Thì thành ra bà con thấy khủng khiếp lắm quý vị ơi. Nhưng mà nói đây không phải hù dọa bà con đâu, nói đây thấy là cái nạn của người không tu, người là mới bị vậy. Thành ra bây giờ bà con hãy giác ngộ thức tỉnh ăn chay niệm Phật làm lành, muốn tránh qua khỏi tai nạn lăn chèo là phải làm lành niệm Phật mới khỏi ổng thôi, còn không á thì phải vô bụng ổng. Bên sông Tiền á thì có nhiều loại cá, cá nhiều con lớn quá dị kỳ đó, rồi mới tới đường Dàm Nao sao lại khó đi đó. Rồi ổng nói ra là Phật thầy nói nữa là thứ cá lớn nó nuốt người hung bạo, chừng biến chuyển hung hăng nuốt ráo, các cù lao sụp hết à mì, cửa mặt dưng sao lại khó đi đó, cửa mặt dưng sao lại khó đi. Phật mới lập tiểu tràng an giải đạo, trong hang tra đóng đồn tra khảo, rồi ghe nối đuôi từ mặt dưng đến láng ông tà đó. Ngài mới nói thêm cho mình biết nè, nói thêm cái cảnh khổ của cái láng ông tà nè cho mình biết. Từ từ bà con ở mặt dưng vô láng ông tà hãy nghe lời Phật thầy nói mà ráng giác ngộ tu hành. Chứ tiền bạc vàng dòng bây giờ không có còn gì quý vị ơi, bây giờ mình còn xài được chứ tới chừng đó rồi không có đem mua chuộc cho mình khỏi cái tội nổi đâu, khỏi cái tránh nạn năm chèo không khỏi đâu. Đó, ghe nối đuôi tới láng ông tà, thương nhân sanh kẻ khóc người la, đến chừng đó đó ghe cứng nhắc cái chân rồi là bỏ ghe lội bộ. Đó, rồi ông còn nói thêm nữa, thương con nít càng lao càng khổ, mẹ khóc con nước mắt rưng rưng. Tới chừng đó đó cha con chồng vợ gì lạc tán lạc với nhau quý vị ơi, chạy giặt giả mà đó, rồi lạc hết trơn. Mẹ lạc con thì nước mắt đầm đìa, cha mẹ lạc con thì kêu khóc thảm thiết. Rồi súng ở sau nó bắn bình bành bành tới, kẻ thì chạy, kẻ người thì rớt xuống đó là nằm chặt đất, thay nằm chặt đất ngủ ngang mà chết ở chỗ đó đó. Rồi chết một lần là bị gươm nó chém ở tại chỗ đó, đó đó. Cái đoạn khác ông nói đó, thấy sợ người chết như là mù u đó. Cái đoạn khác Phật thầy cũng tỏ cho biết là để chút cái đó đoạn đó tôi đọc xem chú gì. Rồi trên Nam Giang lửa cháy tưng bừng đó, cái nạn chỗ này rồi còn nhảy lên Nam Giang, nước Nam Giang nước Miên cũng bị nữa. Trên Lâm Giang lửa cháy tưng bừng, thương thầy chú cậu cô áo mết, đến chừng đó kéo la kéo lết, còn chi đâu mà áo mết chứa dày, thảm thương thay châu đốc nạn tai,
nó châu đốc mình nữa sao bị nạn tai. Đến chừng đó mới dĩ thành vô thị. Dĩ thành là có thành, nhưng mà vô thị là không có chợ. Có thành phố châu đốc nhưng mà chợ là không có nhớp. Tới chừng đó giặc giả chiến tranh rồi là bỏ chạy đi trơn quý vị ơi. Thành ra bây giờ bà con có tiền có vàng, ráng làm phước làm đức, ráng ăn chay niệm Phật làm lành mới qua khỏi cái nạn này. Chứ không á, không có làm phước làm đức, cho nhiều phước làm đức á, thì không còn quý vị ơi. Bởi bản Phật nói là kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Thành ra làm hiền chỉ làm hiền lành mới còn thôi. Đó. Hiền còn giữ Phật mất. Hiền còn giữ mất chớ phiền Phật tiên. Ông Phật cũng lên tiếng rồi. Bà con cái việc làm hiền lành ngay thẳng đi. Bây giờ tu không phải khó đâu. Đó. Mà ông Phật cũng xả cho mình những cái tội lỗi dữ lắm. Đó, vậy nói thêm khúc nữa. Sao châu đốc mặt tiền xứ Bỉ, trong nhà bàn thiên hạ đến đông. Đó. Thiên hạ sao đến đông nhà bàn dữ lắm. Mà chết ở nhà bàn sao cũng nhiều. Sao nhà bàn thiên hạ đến đông. Thành ra đó, bây giờ nãy giờ tôi dắt bớt bớt qua rồi, và cái cảnh là ông Năm Chèo ở tại Dầm Nao, dài xuống đó, cái đó là liên đới dài xuống tới cái là Mặt Chưng, rồi tới Lá Ông Tà, rồi tới Nam Giang, rồi tới Châu Đốc, rồi cái này đó là cái tới núi Cấm ha. Nhưng mà dài vô núi Cấm, nhưng mà trước chưa tới núi Cấm là tới núi Ông Két đó. Mà núi Ông Két á thì ngài Thanh Sĩ, ngài có nói cho mình biết một đoạn văn về cái con chim. Ông nói là mẹ đấy con, kìa trên chốt núi có con chim đã nổi từ lâu. Từ lâu mình kêu qua bà con, bà núi Ông Két không à, núi Ông Két không, không ai kêu chim trơn á. Nhưng kêu núi Ông Két không, thấy cái đầu chim nó, cái đầu núi Ông Két. À, nhưng mà sau này á, ông cái danh Ông Két đó, ông sẽ hóa ra thành một con đại bàng khổng lồ không tưởng tượng nổi. Mà đây tôi để tôi đọc thêm đó. Mẹ đấy con, kìa trên chót núi có con chim đã nổi từ lâu. Nó nói từ lâu nhưng mà mình nói kia bằng núi khác không à, mình không biết. Đến chừng khi có máu thấm vào, mà đến chừng khi có máu thấm vào là khi đó chiến tranh giặc giả rồi, là số quân sĩ nằm đó hai bên bắn qua bắn lại rồi chết máu đổ tại đó đó. Chừng đó đó cái máu nó nhập vô đó, cái thằng thông mới biến hóa ra, mới hóa ra thành một con chim đại bàng khổng lồ. Khổng lồ ba lớn thì tôi không có biết nha, cái nào nó biết thì nói, không biết thôi à. Nhưng mà nó khổng lồ, nó bự lắm. Ê, qua liền năm nước chặt đàn đó, qua lộ văn giáo máu tràn như sông đó, tại đó đó. Thì mình nói đây nó cũng lương đế rồi đó, đó. Chỗ đó đó là máu đổ nhiều lắm, thành ra là mới hóa thành ra con két đó. Đó, bây giờ tôi kể tới rồi, coi thấy 100 lần không chứ đừng nói 10 lần. Đó, kìa trên chót núi có con chim đã nổi từ lâu, đến chừng khi có máu thấm vào, nó mới dùng dãy lớn lao bay khóc, là dùng thằng thông nó dãy nó quá là con chim, nó lớn lao bay khóc. Còn mẹ đấy con, một lần nó gấp ngàn muôn người vẫn được như thường. Một lần là gấp ngàn muôn người đó. Một ngàn á, thì 10 lần Năm Chèo phải không? Còn muôn người đó là nhiêu? 100 lần trên Năm Chèo luôn. Thấy không? Ngàn muôn người vẫn được như thường. Mỗi lần cánh nó quạt trương, nhà cửa sập, phố phường tan nát. Thấy không? Thấy cái cảnh khổ của mình đó. Sau này đó, mà Phật tiên thần thánh đã xuống đây hiển bày nói cho mình thấy rồi. Nhưng bây giờ chưa có. Bà con đừng có hoang mang sợ. Bây giờ thời kỳ này chưa có. Bà con còn quẩn đãi, còn mần ăn, còn ráng lo cúng lại, ăn chay niệm Phật làm lành đi. Để tích một là mới công đức, sau này nhờ công đức nó mới chống chọi qua cái tai nạn đó được, mình mới qua. Muốn cho thân vượt khỏi lệ, ta cấm xào trì chí một bề tu thân, như vậy mới khỏi. Làm lành niệm Phật, rồi làm giúp đời giúp xã hội đi, chặt thuốc nam nấu cháo gì làm, tất cả cái chuyện gia đình quản đãi thì mình làm, xung vô xã hội làm chuyện xã hội đó, như vậy mới tránh khỏi tai nạn. Chứ không thì nó khổ lắm. Ông nói nè, máu đào khắp nước khổ vô cùng đó, khắp nước khổ vô cùng, nam việt dân tình mãi sung dung. Đó là mình nói ý nãy chú hỏi đó, là nãy chứ bây giờ nè, thế giới nó có chiến tranh, có dịch bệnh, có sóng thần, có sụp đất, có bão lụt đủ thứ hết, mà Việt Nam mình nó nhẹ rẻ à, nó có vài cơn bão gì à, chiến tranh cũng không có. Nhưng mà kể từ đây sắp tới trở về sau rồi nó khác nha bà con, đừng nghĩ y gan.
đừng nghĩ y là như vậy trả lời lúc trước nha, không phải. Bởi vì thầy có nói là, tôi xin nhấn lại một lần nữa là thầy có nói nè, thầy cho mình biết nè, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thạnh si như thể tên bay, mà đường dinh nhục rủi mai một lát. Rồi ông nói thêm cái nữa nè, việc thế giới chuyển lai như chóng, khuyên dân tình hãy lắng mà nghe. Đó, từ từ đây cha chuyện thế giới mình nó chuyển lai lắm. Hồi nào giờ thí dụ người Nga như Ukraine của chiến tranh gì, nhưng mà tới thời kỳ rồi bùng nổ lên hai thằng quánh nhau, đó chuyển lai như chóng vậy đó, mình sao biết được đó. Nhưng mà tới chừng nào dứt mình cũng đâu biết được. Thành ra cái chuyện thế giới bây giờ tới mình mới hay, tới mình mới biết. Chứ bây giờ bà con hỏi vậy chứ năm dần nhiều chỗ bây giờ biết qua năm mẹo như tơ gió cuồng, mà dần nào sự thật tôi không biết dần nào hết. Nói dần là tôi nói dần thôi, tháng nào năm nào là ông nói năm dần vậy thôi, là tôi nói năm dần chứ thôi, tháng nào ngày nào là tôi không biết. Ông thật thầy nói sao tôi nói y nguyên văn vậy thôi, chứ cái cắt nghĩa ra tới ngày tới tháng tới giờ là không biết rồi. Cái nào tôi không biết tôi nói là không biết, để bà con nào có biết để chia sẻ với tôi mang ơn đó. Chứ cái biết là cái sự không, tôi không biết mà tôi nói biết là tôi không dám. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn. Rồng là gì? Mèo là năm năm mèo ha. Mèo kêu bá tánh sao, và tính chừng rồng là con rồng. Rồng là năm thìn, rắn là năm tỷ, máu đào chỉnh ghê. Rồi con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần gia đều bề gian lao. Đây là ông nói cái thế chiến, thế chiến thứ nhị, đệ nhị thế chiến. Còn quay bây giờ á thì cũng chúng tôi mới dành, phải không? Mẹo đã hết rồng ba dơ dẫn, khắp hoàn cầu nghịch lãnh cùng nhau. Đó, lê dân trăm họ sáu sào, rã rời phụ tử máu đầu nhuộm tuôn. Đó, đó nói vậy thì tôi nói vậy theo thôi. Còn tùy theo sự tu tập, công phu, dụng công tu tập của bà con mà bà con hiểu biết. Chứ tôi theo dụng công, cái sự tu tập của tôi hiểu biết cạn cợt thì tôi nói theo cạn cợt. Còn bà con nào có dụng công tu tập khá hơn, nhiều hơn nữa thì hiểu biết thêm, chia sẻ tôi thành thật mang ơn. Chứ còn cái sự mà phân ra ngày này tháng này năm nọ thì tôi không biết. Thành ra bây giờ chia sẻ với bà con vậy đó. Mà cái này đó mà bà con thấy á, cái giặc trần á mình thấy còn ghê rồi, mà còn thêm ông kể thêm cái dịch bệnh đó thì ông nói nè, giặc trần thấy cũng đã ghê, còn thêm giặc bệnh hề thay thế. Ngày xưa có đủ lương ơi để mà phòng bệnh trị khi quá nhiều, năm xưa bệnh ấy dập dìu, đầu đường lối xóm điêu hiu lạnh lùng. Ấy là dịch bệnh hành hung, ngoài ra bàn tay vô cùng thảm thương. Đó là cái bệnh hồi xưa nó chết vậy đó quý vị. Đó, ông Trạng Đình trước khi chết có viết vào cái bộ gia phả và kêu con cháu là chỉ. Khi ta chết rồi, 50 năm sau có người lợi mã ta mà nói, nghe danh ông Trạng nói là ông thánh tiên tri, nhưng mà tiên tri mắc mù chứ tiên tri gì. Bởi vì ổng biết, thành ra là ổng mới dặn con cháu ông á phải nghe lời ta, phải mời người ấy về nhà, kêu người ấy xây cái mộ là giùm, chớ con cháu cãi lời ta, con cháu ngày sau là tàn mạc đụng bại luôn. Đây là viết trong gia phả ông để cho con cháu, là ổng tiên tri là 50 năm sau có ông thầy lợi mã ổng coi mà nói vậy là mời ông thầy nó về nhà, mà ông thầy nó xây cái mã lại. Rồi ông thầy mới vô mã ông nói, thầy gì, thầy mắc mù quá chứ thầy gì, tiên tri gì. Cái mạch của người ta đó, bây giờ dân ở đằng xuống chân mà ổng nằm đằng đầu, làm sao mà trúng. Thì khi con cháu nó năn nỉ, nói không, ông Trạng hồi đó ổng có năn nỉ, sau này 50 năm sau có cái ông nào mà lợi coi nói hay là tiên là thánh nhân gì, thánh nhân mắc mù với thánh nhân gì, thì mời cái người đó năn nỉ đem về nhà, nhờ cái ông này xây lại cho chúng cái nguyệt lại.
thì năn nỉ quá xá ông thầy kia mới mần, mà ông thầy đó là ông thầy nghĩa là kêu bằng địa lý ở bên Tàu qua. Ông thầy này cũng giỏi lắm chứ không phải tầm thường, nhưng mà nói gì giỏi so lại là thua ông Trạng xa lắm, thành ra ông mới phụng ông Trạng đó. Rồi á, là mới nhờ cái đó quay xe vô mấy cái đào cái mã ông lên, đào mã ông lên tính là nhóng lên bị gì á, sống nhóng lên thì thấy cái miếng mà trong cái mộ đó có để cái miếng mà bốn câu thi. Ông Trạng ông nói, ông nói bây giờ mạch lộn xuống chân, 50 năm trước mạch dân đằng đầu, biết gì những kẻ sanh sao, thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ. Bây giờ ông coi ông nói là cái mờ mọc cái mạch tôi ở dưới chân là ông cho tôi là mắt mù với thánh nhân cái gì. Nhưng mà tôi cho ông biết nha, 50 năm trước là mạch dân ở trên đầu á, thành ra tôi cho ông ở trên đầu á là đúng cái mạch nằm trên đầu á. Năm sau, năm sau mà mạch mới lộn xuống chân thì tôi nói là đúng rồi đó. Còn ông nói tôi thánh nhân mắt mù là ông lầm rồi đó. Ông này nghe câu nói ông Trạng nói bốn câu thi vậy là ông quỳ xuống lại, như vậy là quá rồi. Nãy tôi khuyên ông chứ bây giờ nói thiệt là tôi là phục ông. Lại ông Trạng lia lịa hết trơn ha. Rồi là xây cái mã lại giùm ông, thì xây cái mã cái mạch nằm xuống chân cho ông, đặng con cháu ngày sau mới phát đạt, thấy không? Chứ mà cãi mà 50 năm sau là con cháu lụng bại luôn, tàn mạc luôn. Nó không tặng chỉ 50 năm, không biết 50 năm sau có ông là cái nhà mà địa lý bên Tàu qua thì nhà ông nó xây lại đó. Đó thành ra cái nữa đó, thì là lúc đó đó thì ông Trạng chỉ riêng cái nữa là ông cha con là Khả đó, là cho bò ăn rồi chưa quá rồi cái đó bụng cái mới buộc cái dây bò ngay chân cái bia ổng á, bia ổng có chỗ buộc ra buộc, rồi chưa nắng con bò nó ăn rồi nó khát nước nó kéo cái chấp cái bia ông Trạng Trình đi. Rồi cái làng trốn xôn xao cái kêu xưa lại làng cái làng bắt tường mắt thường hai quan, đặng sửa lại cái mộ cho ông Cả, ông Trạng. Rồi cái ổng nói thôi bây giờ ông thường nhưng mà tôi đâu có tiền thường, bây giờ cho tôi về nhà, nếu mà tôi lo đủ tiền, không đủ tiền tôi bán đồ bán đạt rồi tôi lo, nhưng mà bán về nhà bán đồ bán đạt có 1,8 chứ không được hai quan. Rồi lại nói làng ơi mấy ông ơi, tôi bây giờ tiền thiếu rồi bán đồ đạt thì gom gọn đi có 2 quan có 1,8 mà ông thường 2 quan tiền đâu tôi thường, thôi để cho tôi làm đi. Cái thì nói thôi ông góp có 2 quan thôi, bây giờ khả năng hết thì thôi ông mận đi, rồi chừng nào thiếu hay tính nữa tính tiếp đó. Thì ra là chừng ra là xúm nhau thợ thầy lại mấy ra là đào cái tấm bia ông lên, thì cái biên hồi trước á là có sơn bằng ô dước ha. Rồi ông Trạng mới khắc mấy cái chữ đó đó, còn ngoài ông sơn cái ô dước lên là đang thui. Cái chừng ra đạo cái mộ bia lên thì chóc cái ô dước ra, cái thì thấy cái ông Trạng để ông nói cha con thằng Ngã làm ngã bia tao, dân chúng xôn xao, làng bất thường, phải bất thường tam quán ha. Tam quán tức là ta quan tám, nhưng bất thường tam quán tức là quan tám. Rồi ông Khả này ông mới chạy lại, ông cầm cái ông rửa cái này cho sạch, rồi ông chạy lại chính quyền làng xã nói ông mấy ông thường tôi 2 quan chứ ông Trạng ông thường tôi có 1,8 à. Nói sạch ra sao 1,8, nói đây nè cái bản của ông Trạng để trong rõ ràng, bây giờ chốc cái ô dước ra, bây giờ tôi rửa tôi coi là sạch sẽ là ông Trạng bể mấy câu nè: cha con thằng Khả làm ngã bia tao đó, dân chúng xôn xao, làng bắc rồi bắc thường quan tám, tam quán làng bắc thường tam quán tức là quan tám. Thì nó thôi vậy thì quan tám một lần đi, thì mành cái mã ông cái mộ bia ông lại là cũng quan tám, vừa đúng quan tám đó. Quý vị ông tiên tri ông mà tiên tri là ngay gan không có chặt chút nào đó. Rồi thầy ta là Phật, là tiên tri cũng cùng độc đáo như ông Trạng Trình vậy chứ đâu có chặt, đâu có thua, thấy không? Còn thầy á cũng nói nè, thầy nói nhiều chỗ lắm. Thầy nói cả kêu dân chúng hỏi ơi,
sao không thức tỉnh việc đời kế bên. Khổ đà đi đến như tên, chẳng lo tu niệm mà tìm nền vinh hoa. Vinh này của Đức Phật, bà của ông Phật tổ ban mà cho dân. Đức thầy mình nói trước có sao có y gan gì đâu vậy. Bây giờ nè, cả kêu dân chúng hỡi ơi, là Đức thầy kêu lớn lên trong cái quyển giảng của ngài, chỉ cả là lớn. Dân chúng hỡi ơi, sao không thức tỉnh việc đời kế bên mà để lo chạy theo danh lợi, giàu có rồi mà còn chạy theo danh lợi, không cái khuyên trong lê thứ bước vào đường tu. Bước vào đường tu mới còn xác còn hồn, mà không bước vào đường tu là tiêu xác tiêu hồn luôn. Tới kỳ lập hội xác hồn cũng tiêu. Đây là tôi nói dựa theo thầy chứ tôi không dám nói ngoài đâu. Nhưng mà bị gì xương bà con xã hội sớm chòm, trong nước ngoài nước cũng chúng sanh mà cũng bà con mà bị là dao cắt bà con cũng đau, mà tôi vì bị dao cắt vô thịt tôi cũng đau cũng nhức, cũng thương bà con như vậy. Thành ra nói để cho bà con luận xét lại hai đường tà chánh, bà con muốn chọn đường nào. Tà thì đi nó khác, mà chánh thì đi nó khác. Đó. Thành ra ổng biểu tu đi rồi á, nghĩa là lầu dạng nóc dòm xem mỏi mắt có bên cực lạc á. Ở bên đời thượng quân là không lo ăn lo mặc, nghe là sống tới 10.800 năm không đau không bệnh, chẳng ngày nào lo, mà không ráng tu qua bển. Ở trên ngoài này là đi sật sợ cái té ngang cái tay biến mạch mau não, hay đi sật sợ đi chơi lát cái là té trúng gió một cái là chở nhà thương rồi đứt bóng, cứ vậy đó. Thì nhìn thế gian là như vậy đó, mà bà con không có sợ. Bởi vì thấy người ta chết chứ mình không có chết, thấy người đa ta đau chứ mình không có đau. Mà giảng xưa cũng cho biết một khúc nè, ông nói thấy người chết chứ mình chẳng chết, thấy người đau mình khỏe hoài sao. Xe tăng vừa lướt qua mau, bữa nay chôn người khác coi chừng ngày mơ chôn mình đó. Nhưng mà mình nghĩ người ta chết xong mình không chết, mà tới chừng mình chết rồi thấy người ta chết mình không sợ, mà tới chừng mình chết rồi mình cũng không sợ luôn. Tại sao? Tại sao mình không sợ? Tại vì người ta chết mình không sợ, tới mình chết rồi mình đâu có biết gì nữa sợ. Phải không? Chứ người thấy người ta chết mình sợ, rồi mình ráng lo tu đi. Rồi đó là mình sợ chết đó. Còn thấy người ta chết mình không sợ, rồi tới chừng mình không sợ, mà tới chừng mình chết rồi nữa lấy gì sợ. Thấy không? Thành ra bây giờ phải thức tỉnh mê quý vị ơi. Thầy có dặn đành đành đó, khuyên trong lê thứ bước vào đường tu. Thành ra ổng không tu á thì ổng còn nói nữa nè, ổng nói nè, từ đây xuống đến á tai họa khủng khiếp nó xuống trong đất nước Việt Nam của mình á là yên bình hồi đó giờ, nhưng mà từ đây sắp tới trở về sau có lúc nó cuối cùng nó chiến tranh tại nó cấm khủng khiếp lắm quý vị ơi. 18 nước đụng chỗ đó thì cho đó 18 nước mà cái vũ khí nó dội về đó thì quý vị độ thôi cũng biết như thế nào rồi, khỏi cần tôi nói ra. Đó, huy độ coi 18 nước mà nó dòm vô một, còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu, ó đấy một nơi khắp hoàn cầu là cả thế giới này dồn về cái nút cấm không đó, thì quý vị tưởng tượng coi nữa như thế nào. Chứ tôi không dám nói, tự quý vị tưởng tượng ra quý vị biết rồi, quý vị thức tỉnh rồi tu hành đi cho sớm, chớ để sau này nạn tai ghê gớm nó xảy ra khắp nước cùng nơi, sự thảm thê không thể kể hết lời. Chừng thấy chừng đó đó, khắp cả Đông Tây Nam Bắc rồi tất cả các loài người đều thấy, chứ không phải là chừng đó thấy thì ăn năn đã muộn. Đó thầy nói đó, tới chừng đó thì ăn năn đã muộn. Bây giờ thầy nói cho mình biết tặng mình sợ đâu mà tu trước, mấy còn tu trước có dự mớ phước đức trước để gặp cái tai nạn đó thì Phật thần mới cứu. Chứ còn không có cái tai nạn thì Phật không có cứu được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì không có tu thì không có duyên với Phật. Mà Phật nói không duyên khó gặp con ơi. Gặp rồi mà bỏ mà đời là đời quá mê. Bây giờ bỏ hồi trước giờ bỏ trâu rồi. Hư danh giải truyền của thầy giải truyền là hư hết rồi. Bây giờ mình lập lại, bại rồi làm lại nên tuồng. Vạn dân mới hưởng được nước nguồn ma ha. Đó, bại rồi mình làm lại đi. Cái chuyện bại rồi mình sắp đặt lại, mình làm lại mới nên tuồng.
vạn dân hưởng được nước nguồn Maha. Maha là chữ Nam Mô và Phật là rộng lớn đó. Maha có nghĩa là rộng lớn, hưởng được sự rộng lớn của trời Phật bao che, là sống một cảnh đời an nhàn tự tại, không già không bệnh không đau không chết, chẳng ngày nào lo. Sụp 1/3 trái đất của là cái quả địa cầu này, là chừng đó nó sập qua tới Ấn Độ luôn đó. Nó có mấy câu giảng nhưng mà tôi chỉ nghe phớt qua qua thôi, chứ chưa mình chưa không dám đề cập qua cái đó, thành ra chưa không có nghe, chỉ nghe phù xương đó thôi. Nó đại hồng thủy làm gì sụp, cũng như là cái Atlantis năm xưa thì cái sụp bây giờ Atlantis nằm dưới biển luôn đó, nằm chìm dưới đá biển luôn đó, tới bây giờ luôn đó. Nó thì sau này cái hoàn cầu nó sụp 1/3 như vậy đó. Nó thành ra mình nói phốc phớt thôi chứ mình không bây giờ lấy luận diện tu hành. Tu á nó nhiều cái tu. Tu tâm, tu tánh, tu tình, tu cho rõ biết thân mình ra sao. Mình tu mà mình không biết làm việc chúng, mà mình tu mình không biết làm việc gì sai mình cũng không biết luôn. Thì như vậy đó. Mà ông thanh sĩ ông nói nè, ông thanh sĩ nói nhiều bà con phản bác thanh sĩ lắm, nhưng mà nhiều bà con đó tôi bây giờ tôi không hiểu làm sao. Bà con đó thì vì không có duyên với Phật, chứ ông thanh sĩ ông nói tu mở mang mới là tu phải, tu trở nên ngu dại là tu lầm. Tu mở mang mình biết mình làm cái gì chặt, mình biết làm chặt cái gì mà là mình tu, mình biết cái gì mình làm sai, mình biết mình sai, mình dựa vô cái giới là mình biết mình làm sai làm chặt rồi, phải không? Rồi mà mình tu mà mình không biết cái gì mình đúng, không biết là làm sai, thì mình tu đó là mình không có biết được cái giáo lý của thầy đã chỉ dạy, thì tu không có mở mang cái kiến thức được đó. Thành ra nó tối ôm hoài, rồi tu và kinh giảng của thầy cũng không hiểu được nhiều. Mình không được hiểu được nhiều quá thì cũng hiểu được chút đỉnh, rồi từ lần lần cái mình công phu niệm Phật tâm mình sáng lên thì mình hiểu biết thêm nữa đó. Mà ngài thanh sĩ ngài nói nè, cái nói nè, thấy tâm còn chút mờ lu cũng cần tịnh niệm công phu thêm dài, dứt tâm tưởng quấy là tiên, mà còn tâm tưởng quấy là miền thế gian. Rộng nói thêm nè, nếu mình niệm Phật như vậy một thời gian mà không thấy sáng, mình điều chỉnh cái sự niệm Phật mình lại cho cái tâm mình vắng lặng thanh tịnh thì mình sáng lên đó. Rộng nói nếu tâm còn chút mờ lu nếu tâm ông nói rằng ngàn năm rừng bụi bỏ hoang, nếu mình niệm thời gian chưa thấy vậy đó thì ráng công phu niệm nữa. Ngàn năm rừng bụi bỏ hoang chỉ trong chốc lát phá tan dễ gì, thành ra cần cái sự tu niệm dài lâu thêm nữa. Rồi ông nói thêm là dứt tâm khi tâm hết tâm tưởng quấy là tiên, còn tâm tưởng quấy là miền thế gian đó. Rồi tu sao mình nghĩ hết nghĩ cái chuyện quấy, còn cái chuyện phải chuyện đúng đắn ngay thẳng không đó, lúc đó là mình phát lên suy sáng suốt là mình thành tiên đó quý vị. Rồi ông nói thêm cái nữa nè, ông nói thêm một bậc tu nữa nè, ông nói là có nhiều đêm không muốn ngủ đó, mà mê tu hành đến bữa quên ăn. Đó là cái dạng này, cái dạng cao hơn mình đó quý vị ơi. Có quyền ta ngồi niệm Phật hoài mà tới nửa đêm luôn, tới hồi đó lúc đó 9 giờ ta ngủ hay 10 giờ ta ngủ, mà bây giờ tới 11 giờ ta không buồn ngủ, mà ta vẫn ngồi niệm Phật hoài tới sáng luôn mà ta không vẫn buồn ngủ, mà cái tinh thần ta cũng vẫn khỏe khoắn. Rồi qua tới ngày mai ta vẫn ngồi niệm Phật nữa, mà tới buổi 9 giờ 10 giờ ta ăn cơm, mà ta tới bữa ăn cơm mà ta không đói, vẫn ngồi niệm Phật tới chiều luôn. Đó đó là có nhiều đêm không muốn ngủ, mê tu hành đến bữa quên ăn. Cái dạng này đó là cái dạng ông thánh ông mới nói nè. Ông nói quân tử mê đạo bỏ ăn, tiểu nhân mới bỏ đạo giữ ăn làm đầu. Cái dạng này cái dạng quân tử. Quân tử là sao? Quân tử là cái tánh ta rộng lớn, người ta hành theo lời của Phật rộng lớn bao la như Bồ Tát vậy đó, như Phật vậy đó. Mê tu hành đến bữa quên ăn, chỉ trong một sát làm tăng, đủ siêu tam giới mà đủ thăng Phật đài. Cái dạng này đó là cái dạng là về cảnh Phật rồi đó. Còn kẻ nào nhanh tay hơn nữa, trong nhất thời bụi rửa sạch không, tức là sen được chỗ bông,
tên đề rõ rệt, Phật Đàn ngợi khen. Đó, cái dạng này là tu một kiếp một là thành về bên cảnh giới mười phương chư Phật, là về bên cảnh Niết Bàn của vị. Chứ không có phải còn ở đây nữa. Cái dạng đó ta tu mau lắm, ta bụi dứt bụi trần, bụi rửa sạch không rồi, đâu còn gì. Đó, bây giờ đó là Đức Thầy mới đọc qua giảng Đức Thầy đi, là Đông Tây trộn lộn trời che sát. Đó, Đức Thầy cho biết cái chiến tranh sau này nó vậy đó. Đông Tây, Nam Bắc là chỉ bốn hướng, mà bốn phương này không phải bốn nước đất Việt Nam mình. Ông nói cả thế giới mà. Đó, ông nói cả thế giới chứ đâu phải mà nước Việt Nam mình. Đông Tây, Nam Bắc trời che sát. Nó Nam Bắc ê hề đất chớ thay. Rồi ông nói là nhân vật mười phần hao bảy tám, thần tiên thấy vậy cũng cho mày là cả thế giới đều chiến tranh chết như vậy đó quý vị ơi. Đó, rồi á ngài còn á, mà nhắc thêm cho mình biết nữa ha. Rồi Đức Thầy nói tới đó thì có cái ông Giáo Khương, ông mới chạy khỏi thầy, nói thầy ơi thầy, chiến tranh nữa thế giới này chết như vậy đó, rồi thầy xuống giải đạo cứu đời, thầy có cái phương pháp gì mà để dạy chúng sanh để mà tránh con cái tai nạn này không thầy? Thầy nói có chứ. Bây giờ ông vô trong ông lấy cái viết đi, tôi biên cho ông viết. Đó, lúc đó ông Giáo Khương mới vô lấy cái viết, rồi thầy mới ra, rồi thầy mới đọc cho ông Giáo Khương biên. Ông Giáo Khương biên mấy câu của thầy nói nè. Đức Thầy mới nói thành tâm khẩn Phật với lại trời, muốn được hội này trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương pháp, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Đó, thầy nhắn nhủ cho mình biết á, nghe là thành tâm khẩn cả Phật đi lại trời đi, rồi muốn được hội này trẻ ăn chơi, là mình ăn chơi, trẻ là mình đó, ăn chơi thì phải ráng lục tự niệm đi, trì tâm là phương pháp, là đi đứng nằm ngồi gì cũng tưởng niệm hết, không lúc nào xa rời. Đó, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Như vậy á, chiến tranh nè, dịch bệnh nè, chết chóc nè, nghĩa là bão lụt mà hầm tha xấu bắt nè, đau bệnh gì là cũng qua hết. Đó, dựa vào cái câu nói của thầy nó tiên tri, là thầy nó cho bốn câu như vậy, quý vị làm y theo bốn câu này là tai nạn gì cũng qua khỏi hết. Đó, chứ thầy nói vậy là quả cứ làm y gan như lời thầy nói đây. Đó, rồi thầy còn cho biết nữa là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Bốn phương là Đông Tây Nam Bắc, đó là chỉ cả thế giới á, này có nổ lên chiến tranh bùng nổ dữ lắm quý vị ơi. Rồi khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu mới khỏi nơi khói lửa. Đó, rồi bây giờ tôi chia sẻ chút xíu này nữa rồi tạm dừng đề tài này. Bây giờ nói chuyện chiến trường Ukraine và thằng Nga. Bây giờ thằng U nó căng lắm quý vị ơi. Bây giờ chiến trường Ukraine để căng, để xin nhắc với chia sẻ quý vị chút xíu thôi. Nếu mà cái chuyện này không xong đó thì mình cũng khổ lắm nghe quý vị. Không, cái này tôi nói thiệt à. Bây giờ thằng Nga nó lấy của Ukraine 4 tỉnh, 4 thành phố đó. Nhưng mà thằng Nga 9-10 tháng lại nó qua xâm chiếm rồi bên thằng Ukraine, rồi Ukraine đánh giặc ra ngoài, bây giờ còn 4 tỉnh đó đó. Chứ Nga rút cái chơi rồi còn 4 tỉnh đó. Còn nằm trong 4 tỉnh đó để nó chiếm lấy lại. Nhưng mà thằng Ukraine cũng qua, đem quân qua đánh nữa. Thằng Nga nó tuyên bố rằng 4 tỉnh đó của nó, 4 thành phố của nó mà tất cả thế giới ai xâm phạm là đó chơi bơm nguyên tử luôn, nó chơi hạt nhân luôn. Chính là tổng thống Putin nói như vậy đó. Nếu 4 cái khu vực của nó, 4 tỉnh là 4 cái thành phố của nó, tất cả thế giới này nếu mà người nào xâm phạm vô cái ranh giới 4 thành phố của nó là nó sẽ chơi nguyên là hạt nhân luôn. Nó chơi hạt nhân luôn, nó hạt nhân rõ ràng đó. Thành ra đó, thằng Nga nó cũng còn dễ dẫn quánh rồi đó. Nếu đánh qua lấy được một tỉnh rồi nha, thằng Nga, thằng Ukraine lấy qua một tỉnh rồi, lấy thêm hai tỉnh rồi ba tỉnh luôn, mà lấy luôn 4 tỉnh, tức là dồn chó vào chỗ yếu nghe, thầy chưa biết cái gì xảy ra quý vị ơi. Tôi nói nhiều đây quý vị hiểu rồi ha. Chó mà dồn vô chết tường rồi thì tới phút cuối cùng rồi nó đâu để cho kia thắng, thì nó chơi bom nguyên tử thì 40 nước ăn châu ở chết hết, mình đây cũng có chết luôn nữa quý vị ơi. Nó mà thang nó thảy bom nguyên tử thì 40 nước Âu Châu nó phải bắn qua Nga để 40 trái thì thằng Nga cũng đi luôn, rồi cả thế giới này mình ở đây mình cũng đi luôn quý vị ơi, không còn đâu.
Thành ra vái á, cầu nguyện đêm nào cũng vái cho trời Phật để độ cho chúng sanh, để trời Phật để dẹp bớt cái ngồi chiến tranh, để cho dân chúng trên thế giới này được nơi nơi an cư, nhà nhà được lạc nghiệp, để thế giới được thái bình. Đó, hàng ông lúc nào cũng còn mong như vậy. Chớ để cái chiến trường này Una với Nga mà nó dồn, nó lấy mới có một tỉnh là chưa sao, này chưa sao, mà hai tỉnh cũng chưa sao, mà lấy tới ba tỉnh luôn chưa sao, là tỉnh thứ ba đó ha, là bắt đầu rồi. Còn cái mất cuối cùng là nó chơi tới bom nguyên tử là mình đây khổ lắm quý vị ơi. Thành ra bây giờ mong bà con ráng cải sửa tâm tánh tu hành, mà nếu mà bom nó nổ rồi đó ha, chỉ có người ăn chay mới sống thôi, còn bao nhiêu là tiêu hết. Đây là cái này sự thật đó, cũng như cái chiến tranh kỳ rồi đó, là đại diện thế chiến đó, Mỹ nó thảy xuống cái là kể như là còn 5-6 người ăn chay còn sống thôi, mấy đứa con nít còn sống thôi, như cái bò trâu rồi mấy cái con nào ăn chay còn sống thôi, còn hoàn toàn là ăn mặn chay hết trơn đó. Thành ra cái này nói sự thật dựa theo là cái thế chiến hồi trước đó.